nhưng rồi trái chủ nhật gì là cho sách xuất tuần này cái cho tôi xin xin được là nó là ở nó là chỉ cùng một cho bè tôi đã lâu chế rồi mình phải đã lâu chế cái mùa à sai ở giá toàn tông là vô cùng lúc học trung là tôi xin mà ơ chân đông biệt ta đây là bây giờ là nó chỉ là chú nhớ là chú chú chỉ bố chân đông chế chân đông từ vào ở đó bé xong giờ bị bẹt rồi bé mà muốn sai chuột họ từ trong nó là bé họ cho nó vào chế là cho cô yo chứ là vừa đào lát chỉ là họ liền tới rồi, chỉ nó ít tuổi một là mình chỉ tới sáu tuổi lúc sau là cha nó xu là chỉ là chỉ nó cũng tuổi chia, giờ cho nó cho tới tuổi đó là lúc trẻ, à là nó xu nữa nè, bé mù còn nó ít lớn một quả, ok đó, bé nhớ nó chỉ một quả xưa quý lên về cũng thấy nó mắm bé à, ít còn gì à, nên hai tia giờ cho lâu kì, anh nhớ chỉ sáu tuổi tại giờ bé cho đã lâu thì bé chỉ sáu học bé thôi, chỉ mua cái cho cái chỉ là cha bé đấy. Ok tao lên nói à, chị phình đâu chị bé cho mình tôi nhận bé sai lên nói nè bé sai hai tia, à toàn thế giờ cho lâu lại vừa lại lên đã sư, bé cho mình tôi mình nhỏ là bé chỉ bao tiền tụi nè sau là tụi chỉ sau giờ, chị bé dân chỉ mua sạc khí cho linh từ nè, bé chỉ như tụi cái khí thứ tụi mũi tụi nè, giờ ta sợ cũng nè kia là dân chỉ bao tiền cho cũng nè sau là cũng chỉ sau chị cũng chỉ bao đi rồi, chị dân chỉnh kia thiết chỉnh mua cho cũng cho đã lâu rồi. Cái cho tí rồi tan cho sạch đó ít từ mũi từ chế nè này đã rồi lũ rò giờ ta xin nó mua này nhá la giờ tôi sẽ cú thế có cú cho mua xin nó chứ cú có này tôi này nó là giờ này giờ cho cú mua hàng từ đó là lũ chế ít chỉ bé mà lia là một chế nó nè ở từ này nhá la xí nào đi được không? Easy. Easy à? Make it easy à? Easy. Nói giờ lũ ba lông à, nó trong vai cho mùa hàng từ miền. Đã lâu rồi. Thì đang làm lúc chế nữa. Easy. Ôi này thao này chạy lo chứ, thao này là mua. Ui. Ba xài thọ thứ, ba xài chết thọ thứ. Nhớ là này, sợ tiền. Mấy em cần gỗ trên kia xuống à? Thế nên làm nhà này à? Chọc tay qua món nó, nó xuống nó có ra rồi. Thế tỏ mà cho đi à, cho xóa đến như này tránh đi xưa à? Cho rồi, cho nó chỉ cho xóa thì tránh đi này thôi. Tú con gái phía chân mày đi. Nhìn nè. Mới nhìn mua gì? Hả? Không biết có không? Không có rồi. Nó rồi, nó dặn cái đây, đây làm chế rồi. Đây đây phát chút. Nhìn thấy ok hết à? Cho đi tỏ mà. Dạ. Chuyện người nhỏ này là nó dặn cái làm chế nữa cái tiếng mắc hầu lên nó thế tia gì nó nằm mỏ xưa vậy giá trông thế này rửa tay ăn cơm ấy rồi có nước này nó biết nó mỏ của thế này nó mỏ của thế u háo tay để lọ ó tay chế tay tay lên dạ cho cháy tải cho sẵn rào chào hả? Ngồi đấy ngồi ăn cơm đi mình chia ra này đây là ăn này là hôm nay gọi là sang lắm rồi đúng không? Thì thường đâu được nha đúng không? Đúng rồi mà đi là có thịt, có rau ta đi hay mọc ơ cho nên cho cái tấm mỏ này, ô tụi nó ăn nhát la tuôn rồi tuôn chè củ nó chè củ củ quả này tuôn pê nó sư, phứ nó mỏ à, phải nó được, làm bao hư, hay mỏ đó, lần đầu tiên hiểu được ăn mềm mén à. Nghe nó mất của xưa hãy ông bà hãy ông bà hãy ông bà hãy ông cái nước trong chứa liền
thế nào chưa này giờ muốn cho gì nó thiệt thế nào chanh canh chanh canh đây là canh rau chua đấy, còn không chanh canh thì ăn khô thế cũng được. Thôi cả nhà ăn cơm. Anh ăn được không? Để thử xem nào. Thử xem nào. Từ nhà là nó cũng nó hay đến cái cuốn nó tầm móm lên nó mắc cửa nó cái đấy. Chứ cái xỉ nó sẽ nói cái nó tầm. Mới trả cho nó mà. Giống như ăn cơm ấy. Cái này là cơm á. Cơm nó kiểu như là cơm gạo của tụi anh á. Cơm Mông. Tại vì là đây là cơm người Mông thôi. Nhưng cái này là từ bột ngô đúng không? Bột ngô đúng rồi. Mày mềm mén. Nào ăn được không? Đúng rồi, okay, nhớ là này, nhớ là này. Không ăn được chăn canh ở đây, là ăn được đồ canh mà. Mới cho không được, mới cho đi không được. Còn cay không? Nè, chắc nè. Không bỏ thì muốn là vào. Không.